Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp trực tuyến với các địa phương triển khai nghị quyết Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Một trong những giải pháp được các thành viên Chính phủ và địa phương đề xuất trong năm 2013 là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2012, các thành viên Chính phủ và các địa phương đều đánh giá, năm 2012 nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, của doanh nghiệp và toàn dân, việc thực hiện nghị quyết số 01 và nghị quyết số 13 của Chính phủ đã đạt được những kết quả tích cực, đúng hướng, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bước đầu tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các mục tiêu về an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Nổi bật là lạm phát được kiềm chế, chỉ tăng 6,81% so với tháng 12 năm 2011, thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng giá tiêu dùng của các năm trước. Giải pháp ổn định giá cả thị trường, kiểm soát cung cầu hàng hóa, phát triển mạng lưới lưu thông được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, đầu cơ, buôn lậu, trốn thuế đạt nhiều kết quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng nêu lên những hạn chế yếu kém của nền kinh tế cần tiếp tục được khắc phục. Thảo luận về những giải pháp chủ yếu thực hiện nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, lãnh đạo các địa phương nhất trí cho rằng, mặc dù khó khăn nhưng Chính phủ đã kiên định việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Các địa phương cũng bày tỏ quyết tâm phát triển với tốc độ cao hơn năm trước, đồng thời đề xuất những cơ chế đặc thù để tận dụng, phát huy lợi thế địa phương trong sản xuất lúa, nuôi trồng, chế biến thủy sản. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những ý kiến thảo luận trách nhiệm của các địa phương, đóng góp những giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, giúp Chính phủ chỉ đạo điều hành hiệu quả hơn nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đánh giá về tình hình kinh tế xã hội năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong năm tới, trong đó nổi lên là tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm, kinh tế vĩ mô chưa thật sự vững chắc, nhiều vấn đề bức xúc, đặc biệt là giải quyết nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở đồng bào dân tộc thiểu số, thủ tục hành chính còn nhiều nhũng nhiễu. Về nhiệm vụ năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ ngành và địa phương bám sát các giải pháp, cụ thể hóa từng lĩnh vực để hành động quyết liệt mới có thể hoàn thành được mục tiêu đề ra, trong đó tập trung vào ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Đấy. Từ cái mục tiêu tổng quát chỉ tiêu chung thì tôi xin nhấn mạnh mấy điểm thế này. Năm 2013 đó, cái thứ nhất đó là cái nhiệm vụ giải pháp 2013 thì hết sức đề nghị các đồng chí đó tập trung chỉ đạo cái ổn định kinh tế vĩ mô, cái kiểm soát lạm phát. Lạm phát năm nay phải thấp hơn năm 2012 là coi như thấp hơn 6,81. Thì tôi nói cái số con số khoảng 6, nghĩa khoảng 6 có thể 6, 6,5. À, thì chúng ta cố gắng điều hành là thấp hơn. Và đây là một thách thức rất lớn. Nhưng mà đề nghị các tỉnh, các bộ chức năng là kiểm soát giá, kiểm soát lạm phát 2012 này, 2013 này ngay trong cái mấy ngày tháng 1 này. Thường là cái giá đó là nó rơi vào cái quý 1 là nó chiếm phần lớn. Cái tháng Tết này. À, mà muốn giải quyết cái giá đó thì có mấy cái việc. Một đó là đủ hàng trong cái quý 1 này, dịp Tết Dương lịch rồi Tết Nguyên đán này. Đừng để sốt, thiếu hàng sốt giá. Mà đặc biệt là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn. Thứ hai là cái cơ chế mà các đồng chí làm đã tốt đó là cái bình ổn giá này tiếp tục phát huy. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất giảm dần, ổn định tỷ giá theo thị trường, khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu những mặt hàng không cần thiết, chia sẻ những nỗ lực của các địa phương trong thu ngân sách. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các tỉnh cần nỗ lực đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, gắn với đó là xử lý hàng tồn kho, bất động sản. Phải hết sức tạo điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài, mà có lựa chọn các gì? Công nghệ cao, giá trị gia tăng cao. Công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, không ô nhiễm môi trường, ít là sử dụng ít là năng lượng đó, để tạo ra chuyển dịch cơ cấu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các tỉnh quan tâm chỉ đạo tái cơ cấu đầu tư, khắc phục cho được tình trạng đầu tư dàn trải, đồng thời tập trung tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng,
Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các địa phương tập trung giảm nghèo nhanh cho đồng bào dân tộc thiểu số, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm an ninh quốc phòng, đấu tranh có hiệu quả các thế lực thù địch lợi dụng Internet chống phá nhà nước, đảm bảo an toàn giao thông. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tới việc tổ chức thực hiện để triển khai có hiệu quả, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí nhằm tạo đồng thuận hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tiếp theo hội nghị chính phủ với các địa phương, chiều 26 tháng 12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2012, thảo luận về đánh giá tổng thể tình hình đầu tư nước ngoài trong thời gian qua, định hướng chính sách đến năm 2020 và những giải pháp thu hút FDI có chất lượng, đề án xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề án thành lập công ty quản lý tài sản. Thảo luận về đánh giá tổng thể tình hình đầu tư nước ngoài FDI trong thời gian qua, định hướng chính sách đến năm 2020 và những giải pháp thu hút FDI có chất lượng, các thành viên chính phủ đều thống nhất cho rằng việc đổi mới cải thiện môi trường đầu tư, khắc phục những tồn tại chồng chéo trong thu hút đầu tư nước ngoài là rất bức thiết, đặc biệt trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng hiện nay. Báo cáo do Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì xây dựng đã qua nhiều lần dự thảo xin ý kiến của các bộ ngành. Cùng với báo cáo tổng thể này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng trình dự thảo nghị quyết của Chính phủ về quản lý đầu tư nước ngoài theo hướng tăng lựa chọn, tập trung thu hút đầu tư nước ngoài, đáp ứng những tiêu chí định hướng cụ thể. Từ nay đến năm 2020, Chính phủ đưa ra 3 định hướng chung đối với công tác thu hút đầu tư nước ngoài như cần có quy hoạch, lựa chọn các dự án có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện môi trường, sản phẩm có sức cạnh tranh cao và phù hợp với định hướng tái cấu trúc nền kinh tế của từng vùng, từng ngành, từng quốc gia. Thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia, từ đó xây dựng phát triển hệ thống các ngành doanh nghiệp phụ trợ. Để thực hiện những định hướng nêu trên, Chính phủ sẽ thực hiện nhiều biện pháp bao gồm sửa đổi chính sách ưu đãi đầu tư, chấn chỉnh đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, hoàn thiện quy trình liên quan đến việc kiểm soát máy móc, thiết bị nhập khẩu và môi trường, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước sau cấp giấy chứng nhận đầu tư, nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo đầu tư nước ngoài mang tầm quốc gia. Đáng chú ý, Bộ Kế hoạch Đầu tư kiến nghị trong thời gian tới sẽ lựa chọn khoảng 30 tập đoàn xuyên quốc gia về cơ sở hạ tầng, công nghệ chế tạo để tiếp cận và giới thiệu dự án cụ thể. Việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cũng sẽ được chấn chỉnh, rút kinh nghiệm theo hướng sẽ tập trung xúc tiến thương mại, giới thiệu môi trường đầu tư một cách chủ động, thống nhất. Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đầu tư nước ngoài đối với Việt Nam là rất quan trọng. Trong 20 năm qua, đã đem lại những thành tựu to lớn, góp phần vào công cuộc phát triển đất nước. Tuy trong quá trình thực hiện thu hút đầu tư vẫn còn một số điểm còn bất cập hạn chế, nhưng chủ trương nhất quán chung được thống nhất cao từ nghị quyết của Đại hội Đảng đến các văn bản chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành, từ trung ương đến địa phương là không thể không thu hút đầu tư nước ngoài. Quan trọng là phải cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài. Điều chỉnh lại, không quá cực đoan cái này qua cái khác, rồi kiểm tra rồi này kia. Thì tôi đề nghị thế này nè, bây giờ đó, tôi hình dung đó, thì giờ nếu mà nói cái nghị quyết chung như thế này thì nó cũng là giao nhiệm vụ rồi chuẩn bị. Thì bây giờ tôi đề nghị thế này, bây giờ nên có cái nghị quyết. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần rà soát để sửa chữa kịp thời những chính sách ưu đãi đầu tư đã không còn phù hợp, tập trung vào các chính sách về phí, thuế, giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở nhất trí với những tiêu chí, giải pháp và định hướng chính sách mà Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đề xuất, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình chính phủ sớm ban hành. Cũng trong ngày 26 tháng 12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo. Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ, kết luận của Trung ương về tiếp tục sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đây là hai trong số nhiều nội dung quan trọng đã được Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 thông qua. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh trao đổi, làm rõ một số vấn đề lớn của nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6. Về đất đai, đồng chí Lê Hồng Anh cho biết Trung ương ban hành nghị quyết định hướng cho việc sửa đổi luật đất đai năm 2003 đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, góp phần huy động và sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lực đất đai cho sự phát triển kinh tế xã hội. Về tiếp tục sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ và ban hành kết luận về tiếp tục sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Các cấp các ngành cần phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội 11 và các nghị quyết kết luận của Trung ương về vấn đề này phù hợp với bối cảnh nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Về giáo dục và đào tạo, Trung ương yêu cầu phải đổi mới toàn bộ hệ thống giáo dục, bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, đào tạo nghề. Đây là những vấn đề rất lớn, hệ trọng và phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, bàn bạc một cách thấu đáo, cẩn trọng, tạo sự thống nhất cao để ban hành nghị quyết vào thời gian thích hợp. Về phát triển khoa học và công nghệ, nghị quyết Trung ương tiếp tục khẳng định phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một động lực quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong tình hình mới, cần tiếp tục ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực cho phát triển khoa học và công nghệ. Các đảng bộ địa phương phải tổ chức học tập quán triệt sâu sắc kết luận về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước năm 2013, trên cơ sở đó xây dựng, thảo luận và ban hành chương trình hành động cụ thể, thực hiện kết luận của Trung ương và quyết định của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách năm 2013. Đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ, tại hội nghị Trung ương 6 ngoài việc thảo luận các đề án và ban hành 5 nghị quyết và kết luận, Ban chấp hành Trung ương còn thảo luận quyết định một số vấn đề về xây dựng Đảng, về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần hội nghị Trung ương 4. Sau hội nghị Trung ương 6 đã xuất hiện một số dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cả mặt thuận và không thuận. Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo tuyên truyền giải thích để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về vấn đề này, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và xã hội, thực hiện tốt các công việc tiếp theo mà nghị quyết đã đề ra. Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các đại biểu nêu cao trách nhiệm, tích cực học tập, nghiên cứu và thảo luận để nhận thức sâu hơn các nội dung của nghị quyết Trung ương. Trên cơ sở đó, về địa phương, đơn vị tổ chức thật tốt việc học tập quán triệt xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 27 tháng 12.